Mark nhá. Cảm ơn tất cả các bạn quay trở lại kênh Đặng Tí Nào Đô nhá. Và tiếp video đây thì ngày hôm nay bên Đặng Tí Nào Đô tiếp tục trải qua những chiếc đẩy đang làm mưa làm gió thời điểm vừa qua với em. Những chiếc đẩy DK Pro hàng chính hãng KX9000S đẩy 4 kênh nhá, công suất 900 một kênh. Và như bạn biết rồi, em đang bán con đẩy này với một mức giá khuyến mãi chưa từng có trên thị trường, chưa một đơn vị nào có cái giá này. Rồi trước khi vào video, bác hãy ủng hộ cho Đặng Tí Nào Đô subscribe nhá và nhớ đăng ký kênh cho em. Em sẽ báo giá tất cả các bác một mức giá ngỡ ngàng luôn. Em giới thiệu chi tiết cụ thể của bác con này. Thì đây là dòng đẩy 4 kênh nguyên hộp xốp luôn. Thời đầu tiên về thiết kế của nó rất là đẹp, 900 một kênh. Thì mỗi kênh này bác có thể đánh cho em bác làm sự kiện, kẹo kéo hoặc gia đình con này. Mỗi kênh đánh một chiếc full 40 côn 100 thoải mái. Từ 2 côn 100 hoặc đánh một chiếc sút đơn 50, mỗi kênh đánh một chiếc sút đơn thoải mái nhá. Vì công suất là rất là khỏe luôn. 900 một kênh, 4 kênh. Hàng mới luôn, bảo hành 1 năm. Rồi, và em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể con này và sẽ báo giá cho các bác. Và tiếp tục sẽ được khuyến mãi 5 chiếc nữa. Giá em nói luôn, em sẽ báo giá của video các bạn một lần nữa. Giá rẻ nhất thị trường, nếu bác nào thực sự muốn sở hữu chiếc đẩy 4 kênh cao cấp này với giá rẻ nhất thị trường thì hãy xem hết video cho em sẽ báo giá của video có nhá. Và đầu tiên có nhớ ủng hộ cho mình like nào. Anh em vào hoan hỉ, em Đặng Tí Nào Đô đã bán giá quá rẻ rồi. Thì không ngại ngần bỏ ra vài giây nhấn nút like ủng hộ em Đặng Tí nhá. Đây đằng sau đây. Đằng sau thì các giống các con đẩy khác thôi. Các đường vào đường ra. Đấy, có cả đường link nhá. Con đẩy này có cả đường link xuống đẩy tiếp theo, đầy đủ hết. Đấy. Và đây, các bác cùng chiêm ngưỡng đến ruột gan của chiếc đẩy 4 kênh khủng này. Đầu tiên em bao ấy, các bác, đây là nguồn đồng nhá, rất nặng và nguồn rất là to luôn, công suất lớn mà. Và con này sử dụng mạch GH chạy sò trường là JBKF. Đây bác nhìn cho em này, tất cả chất lượng linh kiện này, vỉ đen nhá. Còn em nói khẳng định các bác, các mua ngoại trường một con đẩy như này, như thế này nhá, ngoại trường không bao giờ dưới 9 triệu đúng không? Nhưng ngày hôm nay một mức giá em khẳng định rẻ nhất trên thị trường, chưa từng có. Đây, tất cả nhìn cho em là vỉ manh, vỉ đen nhá, công suất đây. Và đây, con này chạy là chạy sò trường là JBKF, không phải sò J3 nhá. Đây là một dòng sò trường cực kỳ khỏe và tiếng rất là sáng. Và chạy 4 quả gió rất là mát nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 28 sò bên. Tổng hai bên là 56 sò. 56 sò trường là JBKF, chưa tính sò bù áp, rất nhiều bù áp nhá. Và để như này rất nhiều bù áp luôn. Để mà nó con này rất nhiều bù áp luôn. 2, 4, 6, 8, 16 tụ tất cả. Cho bác cùng chiêm ngưỡng nhá. Các bác đi lên thị trường so thoải mái cho em những con này. Mua ngoài thị trường không dưới 9 triệu, em nói rồi. Không bao giờ dưới 9 triệu một con như này. Đấy. Rồi em sẽ test và sẽ báo giá các bác nhá. 900 một kênh, 56 so khủng. Tôi so trường, bác nghe chưa này. Nó rất là sáng và khỏe luôn bác, như này, công suất này mới đánh này. Em đánh hai cây được nhá, đây công suất này. Nó mới nhảy chưa đến nhà thứ hai luôn. Đấy, chưa đến nhà thứ hai nhá. Khỏe luôn nha, và rất là sáng nha. Và đợi chút nữa sẽ báo giá luôn nha, vỡ ngàng các bác mua một ngoài thị trường, em nói rồi không dưới 9 triệu con này đúng không? Nhưng ngày bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt đẩy DK 4 kênh 6.800.000 bao ship, chưa một đơn vị nào có giá này, em khẳng định có luôn. 6.800.000 con đẩy 4 kênh 900 kênh này, bảo hành 1 năm luôn, còn 5 chiếc khuyến mãi nhá. 6.800.000, em khẳng định với giá 6.800.000 nhiều thợ đi nhập còn trả nhập được, chứ nói em bán lẻ cho các bác 6.800.000 có bao ship tặng cái rác luôn. Chốt nhắn tin ngay cho em, chốt đẩy 4 kênh DK cho em, nhắn tin con cho em nhá. Vì số lượng không có nhiều, chốt đẩy 4 kênh DK hàng nguyên hộp xốp luôn, bảo hành 1 năm. Chốt đẩy 4 kênh DK. Con này bao tất cả các làm sự kiện lớn nhỏ kẹo kéo nhá. Đánh cực kỳ mềm, bền và bát và mát luôn, bảo hành 1 năm. Chốt đẩy 4 kênh DK 6.800.000. Một chiếc đẩy 4 kênh 900 mắt, em nói luôn không bao giờ mua được 6.800.000. Có mua một chiếc đẩy 2 kênh, 3 kênh bây giờ nó 7-7 triệu rồi, chứ đừng nói 4 kênh như này. Em bán chỉ 6.800.000. Chốt đẩy 4 kênh DK 6.800.000 bao ship tận nơi. Một mức giá các bác thấy sốc thì hãy ủng hộ cho Đặng Tí Nào Đô like. Bác thấy giá sốc thì hãy ủng hộ cho một like đi và đăng ký kênh cho em. Em cam kết rẻ sấp sàn luôn. Chốt đẩy 4 kênh DK 6.800.000. Cực kỳ sốc cho tất cả bác luôn. Đây có một chiêu ngưỡng này lần nữa nhá.
Còn cái mức giá này các bác thực sự không nhanh tay thì không bao giờ mua được. Cam kết tất cả trên trường không đơn vị nào có giá này luôn, 6.800.000. Đến thợ đi nhập còn chả được. Em khẳng định đến thợ đi nhập còn không được, chứ đừng nói nào các bác mua được với giá lẻ như này. Ok, và mọi chi tiết mua hàng hãy liên hệ con số em 0916 957 888 nhá. Và chào các bác nhá.